Đây là cây vợt dùng để bắt con tròn này. Đó, chúng ta nên mua cái loại lưới nó thưa mắt thế này này. Đó. Để chúng ta bắt cho nó dễ. Cái thứ nữa là nhiều khi chúng ta có cho uống thuốc hay là làm gì đó này chúng ta cũng dễ dàng hơn. Đó. Những cái chiều dài nó khoảng 8 tấc đến 1 mét. Thì bây giờ là Tuấn sẽ cho con trồn hương tra tra thuốc vào cái đuôi cho nó để bà con cùng quan sát nha. Thì con trồn nói chung thường á, nếu mà nhốt mà chúng ta để hở khe đấy, nhiều khi bị con kế bên nó cắn á, nó cắn cụt đuôi gây thương tích cái đuôi thì hoặc là chân chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta phải bôi thuốc cho nó, chứ nếu mà không bôi thì nó sẽ lâu khỏi. Bởi vì nó cứ liếm cái vết thương như vậy thì nó sẽ khó ăn ra non. Đó, đây này, con trồn hương baby được 3 tháng bị con kế bên nó cắn á. Nên là nó cứ còn bị mãi do nó cứ ăn ra non rồi bắt đầu nó liếm thì nó lại không có lành vết thương. Thì đây, bà con cứ quấn chặt như này. Đó. Nhiều khi bà con bảo là cho nó uống thuốc hay là làm gì đó nó hoặc là chích chứ. Khó, thực ra thì nó không có khó. Do chúng ta chưa có quen thôi, hoặc là chưa có người hướng dẫn thôi. Chứ còn bà con cứ lấy vợt quấn chặt thế này này. Đó, hai đầu chúng ta xe lại thì nó sẽ nằm yên ở trong trong cây vợt chúng ta cho uống thuốc hay là chúng ta chích bình thường không vấn đề gì, kể cả là những con trồn hương nó giữ thì bà con cũng khống chế được. Đó. Và đây thì sử dụng cái loại thuốc bột này. Đây là cái loại thuốc điều trị vết thương hở cho con trồn hương rất là tốt. Đối với chân tay thì chúng ta bị đứt này do dao cắt hay là bị vết thương hở ngoài đấy. Chúng ta ví dụ đang chảy máu, chúng ta rắc cái bột này vào á là nó cầm rất là nhanh. Cầm ngay và nó khô ra liền. Chỉ 2-3 ngày là cái vết thương nó đã không còn gọi là hở ra nữa và bắt đầu nó ăn ra non. Đấy, chúng ta rắc như này. Đấy, rắc vào cái đuôi. Thì bà con lưu ý là khi mà rắc ấy, chúng ta phải sử dụng đến cái chai dầu gió đó. Chúng ta rắc vài giọt dầu gió lên để cho nó cay, nó sẽ không liếm. Chứ còn bình thường ấy là chúng ta rắc thuốc xong là nó sẽ quay lại nó liếm cái đuôi, như vậy thì sẽ hết thuốc thì nó sẽ lâu khỏi. Đó, cho nên là bà con lưu ý. Đó. Đây chai dầu gió này. Rồi bà con nhỏ vài giọt vào cái đuôi chỗ mà chúng ta vừa mới tra thuốc lên đó. Thì như vậy nó sẽ cay, nó sẽ không có liếm cái đuôi nó. Thì một mình nói chung là nó cũng hơi khó. Nếu mà bà con thao tác thì cần phải có hai người. Một người giữ, một tay thì chúng ta sẽ rắc thuốc tra đầu gió lên để nó dễ hơn. Đó, rồi chúng ta rắc tiếp. Cái thuốc bột này thì nó cực kỳ hiệu quả nha bà con. Nhiều khi những con trồn cái trồn đực mà phối xong thì chúng ta không để ý nó cắn lở loét ra vết thương hở đó, thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc bột như này. Rất là nhanh này. Đó. Thuốc bột như vậy cũng không cần phải rắc nhiều. Thì chúng ta cứ tra liên tục trong vòng khoảng 1 tuần lên cái vết thương của nó, như vậy là nó sẽ ổn thôi. Đó. Đấy, chúng ta cứ xoắn chặt như này này. Thì chúng ta cho uống thuốc hay là chúng ta chích rất là đơn giản, không có gì khó cả. Chứ còn bình thường là những cái vật mà vật lưới loại dày ấy, mà chúng ta bắt con trồn này rồi chúng ta chích hay là cho uống thuốc thì không được, và nhiều khi không cẩn thận nó cắn vào tay. Trồn cắn thì không sao, nói chung là nó không có lây bệnh dại như là chó mèo. Nhiều bà con cũng điện hỏi là bị trồn cắn thì có làm sao không. Ra thì nó không vấn đề gì nhưng mà nó cắn rất là nhức, cho nên là bà con phải lưu ý.
Đó, chúng ta rắc lên như vậy liên tục trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày là vết thương nó sẽ khỏi rồi. Tất cả các vết thương từ lớn đến nhỏ chúng ta sử dụng như vậy. Rồi, video này thì xin được kết thúc ở đây nhé. Đó, hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và bà con nào mà có những hiện tượng mà trồn bị cắn đứt đuôi này hay bị vết thương hở đấy, bà con cần thuốc đấy, thì bà con cứ liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc kết bạn trên Zalo thì Tuấn sẽ tư vấn cho bà con. Đó. Đó. Sử dụng cái chai dầu đồ đó này. Và hẹn gặp lại bà con ở trong các cái video sau nhé.